Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ chúng ta giới thiệu về mình. Em tên là Ngô Hoàng Long. Em năm nay 28 tuổi. Quê quán tại Hà Nội, hiện tại thì em đang ở Sài Gòn được 4 năm rồi. Công việc của em hiện tại thì đang là quản lý một trung tâm Anh ngữ. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Em chào tên bà. Là Nguyễn Hoàng Sang, năm nay em 24 tuổi. Em sinh ra ở Đồng Nai. Hiện tại thì em đang có hai cửa hàng thời trang tại tỉnh Bình Phước và em đang làm việc và kinh doanh tại đó. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ em á thì tính của em thì cũng rất là dễ gần, tại vì công việc của em kinh doanh á chị, nên nhiều khi á mình cũng phải nhẹ nhàng với khách hàng. Ủa mà sao vậy mà em vẫn chưa có bạn trai? Trong cuộc sống mình có những lúc mình không nói trước được chị ạ. Có những lúc á mình cứ ngỡ rằng mình yêu như vậy là đã là đúng rồi, mình cứ lao vào mình yêu thôi, nhưng mà thật sự nó không đúng, tự làm tổn thương bản thân mình. Rồi cũng có những lúc á mình cứ tưởng chừng như mình đã chọn thời điểm và đúng người rồi, nhưng mà lại cũng không phải như thế. Người ta lại là người đến rồi cho mình một tia sáng, một tia hy vọng, rồi người ta cũng chính là người dập tắt nó đi. Ai mà ác dữ vậy? Trời ơi, cái gì mới 24 tuổi mà nói về tình yêu sao mà nó... Ai mà đem hy vọng tới người ta thì dập tắt hy vọng của người ta. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Em có một mối tình chính thức thôi. Còn không chính thức thì nhiều lắm hả? Không có. Thì em thì có, cũng là chỉ là làm quen tìm hiểu thôi, chứ không có dẫn đến tình yêu. Thôi bỏ qua cái chuyện cũ đi, giờ bây giờ tiền trường mới nha. Bây giờ bạn gái nè, muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em thì em thích một bạn nam, ví dụ như là làm công việc kinh doanh, còn nếu không kinh doanh thì công việc tương đối ổn định. Cái ngoại hình bên ngoài thì phải đậm đà một chút, đừng có mỏng manh quá. Đậm đà là sao em? Trời đây quá đậm luôn. Đậm là da màu đậm á hả? À không phải chị, đó là nhìn cứng cỏi chút quá chị. Chắc dạ, chắn chắc chắn không? Dạ đúng rồi. Đây hơi bị ngon à. Lát chị qua chị kiểm tra cho. Rồi sao nữa, có cao lớn à? Tầm 1m68 trở lên là được rồi. 1m7 thì càng tốt. Đủ luôn. Đủ không em? Dễ ẹt. Còn gì nữa, gì khó hơn đi. Cái gì nữa không? Có gì còn khó hơn đó. Dạ. Tính tình thì phải trầm tĩnh một chút xíu. Bên đây lúc trầm lúc không trầm. Rồi có yêu cầu gì nữa không? Nãy giờ yêu cầu bên đây có đủ hết rồi đó. Có cái điều gì bạn tối kỵ, bạn không thích ở người đàn ông không? Tại vì công việc của em là kinh doanh đó chị. Nên nhiều khi á về cái rô thời trang của em nó không phải đa dạng, và em cũng bán hàng online nữa. Nên rất là nhiều mẫu mã, ví dụ như những cái trang phục hở hay là gì kia là bắt buộc là em phải mặc để em chụp mẫu rồi. Nên chụp để đăng lên trên Facebook để bán á, phải không? Dạ đúng rồi. Nên về rô ăn mặc á thì em cũng mong muốn á, nếu mà bạn trai của em thì cũng phải hợp rơ với em vấn đề đó. Tháng một chút. Dạ, nhưng mà em sẽ biết cách điều chỉnh. Ví dụ như khi gặp người lớn hay như thế nào, em sẽ ăn mặc phù hợp với nó. Rồi dạ. bạn nam thì phải biết ăn mặc chút xíu nữa. Để coi con có biết ăn mặc nói không lớn không? Trời ơi. Ồ, được. Được. Chuyện nhỏ. Style dữ nha, cặp này xứng đôi nè. Nhưng mà điều nhiều khi đàn ông ích kỷ lắm. Mình á, ăn mặc đẹp thì được, nhưng mà bạn gái mình mà diễn quá thì lại thấy khó chịu. Quan điểm của em thì bạn gái đẹp thì càng tốt. Nhưng mà cổ hơi hở hở một chút được không? Em thấy cũng không sao đâu chị. Trời, mà để nó nghe nè, nãy giờ có nói xạo với anh Linh không cái vậy, chứ sao mà vậy mà không có mà bạn gái mà lên nhờ chương trình? Dạ vâng, thì tại vì tính em hơi trẻ con, nhưng mà trong tình yêu thì có khi là mình cũng hơi khó tính quá, nên là mình chưa tìm được cái người phù hợp với mình thôi. Bây giờ em muốn tìm người sao mà em nói khó? Dạ thì trong tình yêu thì mình phải cùng sở thích với là hợp tính cách. Ví dụ như là em rất là thích đi xem phim mà em rất là thích ăn uống, nên là nếu mà như mà hợp về cái đấy thì là tốt nhá. Chứ không có chuyện nó dễ tưởng yêu cầu gì không, thích xem phim với ăn tại uống vì, ăn tại vì nhiều khi có bạn nữ thì ví dụ như là giữ dáng quá hay là sao thì mình lại lười ăn. Trời ơi, dài cũng bóng nữa. Áo cũng bóng nữa. Trời, người ta ngon thì ý tôi nó ngon mà. Này, có tật xấu gì không? Tật xấu thì em, tật xấu em là hơi lười. Lười gì? Với cả lười như dọn nhà. Dạ, còn hay quên nữa. Nếu như được thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân? Nếu mà được thì chắc khoảng 1-2 năm nữa. Rồi, nhưng bây giờ mình cứ phải chuẩn bị dần dần là vừa. Tới đó là chỉ rước cô dâu về thôi. Dạ. Ha, rồi để tôi gả cho. Trời ơi. Để qua coi đàn gái con sao chứ. Trời ơi, xứng đôi vừa lứa là được rồi. Chứ giờ anh muốn sao, anh qua anh coi. Chúng ta đàn gái coi sao. Khi dễ nha, gái đâu được. Cú thà. Trời ơi. Trời ơi. Dễ thương mày. Đi giật mình. Trời ơi. Giống mặt xinh xinh giống Phạm Băng Băng quá nha. Dễ thương quá. Bạn có muốn hình tượng người yêu của bạn giống ai không? Trong nhà em thì em có một anh trai và hai anh rể.
và em thành tượng ba mẫu người đàn ông trong gia đình của em. Sao tới ba người gặp ba với rể đâu liên quan gì đâu trời. Ba. Tại vì không phải ba nữa. Là tại vì các anh trong nhà em á, ai cũng là soái ca đó, rất là thương vợ con, ngoài công việc ra thì rất là chăm bẩm cho gia đình. Ừ. Ở đây có những người nào thần tượng em ngồi đây không? Dạ có anh em. Rồi để chút coi thử coi soái ca là giống soái ca trên đây không nha. Bên đây không soái ca là cái ca cũng được. Giờ gặp soái ca em trước nha. Dạ. Ồ, soái ca. Anh ruột hả em? Dạ, anh rể của em. À, anh rể. Dạ. Kế bên là chị ruột đó hả? Dạ không, kế bên là hai bạn thân của em. Rồi, chào anh. À, anh thấy em trai bệnh như thế nào? Dạ, được ạ. Muốn làm anh em cục chèo á. Dạ, nhìn men với nhìn cũng đẹp trai, rồi nhìn nói chung nhìn cũng hợp á. Rồi, hai bạn kế bên à, thì ý kiến của mình là chỉ có một cái thắc mắc là về khoảng cách của Sang với lại anh á. Có vẻ hơi xa thì không biết là anh có cái dự định như thế nào để mà mình hẹn hò. Anh cũng hơi bất ngờ tại vì mình cũng hơi khoảng cách hơi xa nhau. Nên là nếu mà được thì quen nhau thì tốt nhất là một tháng mình gặp nhau một lần thì cũng ok. Tại vì cái công việc của anh thì đi làm thì anh cũng làm từ sáng đến tối. Nên là cái khoảng thời gian nghỉ của anh thì cũng không nhiều. Tại vì một tuần thì anh có thể nghỉ chỉ được một ngày là nhiều thôi. Cái việc mà mình quen nhau như vậy mà một tháng mình chỉ gặp nhau khoảng 1-2 ngày như vậy thì cái mức độ tình cảm của mình nó không có được thăng tiến nhiều. Nên là tại vì bây giờ nghĩ cái vấn đề công nghệ nó phát triển rồi mà em. Nếu mà mình không gặp nhau thì mình có thể FaceTime mà. Được không? Sang hay sao? Dạ, tại vì khoảng cách đó thì em có thể giúp anh hỗ trợ được. Tại vì một tháng em có thể em lên lấy hàng 4 lần. Ồ. Tôi sẽ đứng về phía nhà gái. Bạn nào có đi ra không? Dạ, em đi với mẹ em và chị họ em. Ồ, có mẹ nữa hả? Có chị họ nữa. Rồi, cho gặp mẹ. Dạ. Chào cô. Chào Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường. Cô cảm nhận về cô gái này như thế nào ạ cô? Theo sự nhìn nhận bên ngoài của tôi thì tôi thấy cô ấy rất là dễ thương. Còn về vấn đề tình cảm của hai bạn thì đấy là tùy đó ạ. Dạ, tùy hai đứa ha. Em có thể chào hỏi bác vài câu. Dạ, lời đầu tiên thì con cũng gửi lời đến sức khỏe đến cô và gia đình. Đó là nhận xét của cô thì cô đã khen con dễ thương. Rất là cảm ơn cô. Cảm ơn. Cảm ơn cô. Rồi, chúng ta sẽ có cơ hội 2 phút thôi. Trò chuyện thật nhanh, cố gắng thuyết phục. Bắt đầu. Dạ, em chào anh ạ. Trước tiên thì anh có một món quà tặng cho em. Hy vọng là khi mà nhìn thấy con gấu bông này thì em sẽ luôn nhớ tới anh. Dạ, em cảm ơn rất nhiều ạ. Sau cái cuộc trò chuyện và trao đổi nãy giờ, anh có cảm nhận gì về em không? Anh cảm nhận thì anh thấy em đúng là rất là dễ thương và em rất là giỏi. Dạ, cảm ơn anh. Tại vì với 24 tuổi mà em có hai cái cửa hàng như vậy rất là giỏi rồi. Anh cũng chúc em là sẽ có thêm cửa hàng thứ 3 ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Dạ, em cảm ơn anh. Nếu mà em nói là một tháng mình lên được, em lên Sài Gòn được 4 ngày á thì không biết là những cái ngày đấy thì mình gặp nhau thì vào buổi tối được không? Tại vì anh ban ngày anh đi làm á, còn nếu mà em vào được những cái ngày mà anh nghỉ được thì anh mới có thể gặp em được vào ban ngày á. Thì không biết cái đấy thì mình có cảm thấy là khó khăn hay không? Dạ, về thời gian thì buổi tối thì cũng được chứ không có gì hết. Tại có những lúc thì em đi lấy hàng về hơi bị muộn, khoảng 7-8 giờ vậy đó mới xong. Nên chỉ sợ hơi muộn một tí thôi. Okay, nhưng mà em với em chỉ cần mình có gặp là được. Anh hỏi em về một chút về sở thích, không biết là mình có thích cái chỗ nào mà sôi nổi không? Những cuộc hẹn hò đối với em thì cũng đơn giản thôi. Em chỉ thích những quán ngoài đường thôi. Dạ, nó rất là thoải mái mà mình được sống với mình thôi. Mỗi người sẽ có một câu gì đó thật là tình cảm nào. Khi gặp anh rồi thì em cũng thấy rất là có sự gì đó gọi là dễ gần gũi với nhau. Anh thì trước khi mà anh gặp em thì anh cũng hơi hơi băn khoăn. Tại vì anh thì cũng có thể là quan trọng bạn gái có gu ăn mặc một chút xíu mà lại gặp đúng em là người thích thời trang. Và nhìn em rất là dễ thương nữa thì anh cũng cảm thấy rất là hợp với em, thì cái nhìn đầu tiên rất là quan trọng. Rồi đấy, bây giờ chúng ta sẽ biết được cái nhìn đầu tiên có thích hay không. Rồi đây, đặt tay vào nút bấm đi bạn. Trò chuyện ít phút cũng có được những cái cảm nhận của riêng mình rồi nha. Và bây giờ giống như lúc nãy chúng tôi đã chia sẻ, bạn phải suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút là chúng ta quyết định đến với tình yêu. Không bấm
không vấn đề gì cả. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rồi, mời em. Là sao nhỉ? Tại sao em không bấm? Cái chuyện yêu xa thì với em thì nó cũng tác động rất là nhiều. Tại vì mình không gặp được nhau nhiều thì cũng rất là khó. Em với em thì vậy thôi. Chứ còn nếu em xin lỗi em, tại vì em rất là dễ thương. Nếu như mà ở trong một hoàn cảnh khác thì chắc là... Cô ấy có nói là cô ấy sẽ lên đây một tháng 4 lần được mà. Dạ không, tại vì cái khoảng cách thì một tháng 4 lần gặp nhau thì cũng, em nói thật là cũng hơi ít. À, nhưng mà em thấy lúc nãy anh nói là không quan trọng, anh có thể cố gắng mà. Thay vì lúc đó anh đừng nói vậy. Sorry anh nhiều. Tôi nghĩ rằng bạn trai đã bỏ ra qua một cơ hội rất lớn. Bạn gái rất là dễ thương, giỏi giang và hiểu được tâm lý của người đối diện luôn. Nhưng sao đó là quyền quyết định các bạn. Mong rằng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để tìm cho một đối tượng nào đó thích hợp hơn. Chúc hai bạn thành công trong cuộc sống nha. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn chị Cát Tường.